Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành của tỉnh Hải Dương vừa chính thức bắt giam nghi phạm Trần Văn Luân ở Kim Thành, Hải Dương, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi bạo hành vợ đang mang thai 7, tháng. Theo đó, quyết định khởi tố lệnh bắt bị can đã được viện kiểm sát phê chuẩn, nghi phạm kết hôn với chị Bùi Thị Tuyết Sao, quê ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, vào tháng 4 năm 2021. Chị Giao là người vợ thứ ba của nghi phạm. Tại cơ quan công an, nghi phạm Luân khai 3 lần đánh chị Giao Lần thứ nhất dùng tay đánh vợ, lần thứ hai dùng lược chải tóc bằng nhựa dài khoảng 40cm đánh vào mông và lưng. Và lần thứ ba dùng dây lưng đánh vào lưng, vai, mông và chân tay. Còn tại cơ quan công an, chị Giao khai khoảng 1,5 năm trở lại đây. Chị này thường xuyên bị nghi phạm luân đánh và đỉnh điểm nhất vào khoảng thời gian từ ngày mùng 1 tháng 5 và ngày mùng 10 tháng 5. Luân thường dùng dây cắm nồi cơm điện đánh vào người, đánh bằng móc phơi quần áo. Có lần nghi phạm đã mang bếp ga mini, hơ nóng móc phơi quần áo và xí vào mặt vợ. Ngoài ra còn dùng quả nắm ở cầu thang gõ vào mắt cá chân, mu bàn chân của vợ. Trước đó Luân có 7 con với hai người vợ đầu. Chị Giao và Luân có một con trai 17 tháng tuổi và hiện chị này đang mang thai tháng thứ 7. Quá trình sinh sống tại huyện Kim Thành, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi nhau.